Vâng, chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái video về có một cái sự việc như này. Thì mình sẽ quay để cho các bạn nắm bắt được nhé. Thì đây là một gia đình, là người nhà nhà mình. Thì cái trận mưa vừa rồi là có bị rò rỉ điện. Thì đây nhà cũng đã lắp một chiếc áp của hãng Panasonic. Đấy nhá, cái này trước mua, thấy người nhà bảo là cái này trước mua đâu tầm khoảng 800 nghìn gì đó, 6-800 nghìn gì đó. Nhưng mà đây, test chức năng chống giật không có nhá. Nhưng mà tại sao lại như thế? Tại là vì là gì, mấy hôm mưa vừa rồi. Đây, cái hệ thống rào sắt này nhá. Đấy. Và máy tôn này đã bị rò rỉ điện, server là bị giật. Đấy, server bị giật nhá. Đây. Đấy. Bởi vì là cái rào sắt này liên quan nó sang cả nhà hàng xóm. Đây. Khi mà sờ cả vào cổng này còn thấy là tê tay. Nhưng mà tại sao cái áp đó không nhảy và không ngắt điện? Đây. Đây là nhà bác hàng xóm nhá. Đấy. Thì nhà bác hàng xóm là sao? Nhà bác hàng xóm là đây. Đây nhá, mình quay nhá. Đấy. Từ người nhà mình quay sang bên nhà hàng xóm đây. Thì nó liên quan đến cái chỗ tiếp giáp đây. Đấy, nó là cái máy tôn nhá, sắt nó lan truyền điện sang cả bên đây. Đúng rồi. Vâng, chào bác nhá. Thế hôm nọ bác bị điện giật thế nào? Dạ, cháu có cái điện rồi. Đã? Nó có cái chỗ ổ từng 10 năm thì nó ra đấy. Đây, thì có nhà bác hàng xóm đây. Thì khi mà bác về mở cửa thì là bị điện giật nhá. Đấy, thì là bị điện giật. Đấy thì mình cũng đang tìm hiểu nguyên nhân. Tìm hiểu là nguyên nhân thì đang là do nghi một cái ổ điện ở mé bên kia. Tí mình sẽ quay chi tiết nhá. Rồi, đấy. Rồi tí mình sẽ phân tích cái vấn đề. Chứ bỏ nó đẩy ra, bao giờ nó co không á. Vâng. Nó nguyên tắc phản xạ với cơ học, chứ bỏ nó điện. Thế là bị từ cái hôm mưa gì không? Ờ, từ hôm kia, hôm rằm đấy. Hôm nay là hết rồi ạ. Hôm nay không có, bà ông cứ ngắt cho ổ đấy, bên đây có gì. Vâng. Ngắt automat nguồn vào trong nhà thì bên đây có gì. Hiểu chưa nào? Cứ ngắt ở bên đấy ổ. Tức là thử ông Tiễu ngắt đi. Nếu mà không được gì thì coi như nhà ông Tiễu. Còn nếu mà như ông Tiễu ngắt mà vẫn bị thì coi như bên đây. Vâng. Thế là hai kiểm tra hai cái. Đúng rồi. Mốc giới phải kiểm tra hai bên. Đúng rồi, đúng rồi. Nó rõ ràng. Đấy, nhưng mà cũng may đấy, thế là không việc gì còn ảnh hưởng. Thế nó không, tức là mình nó biết mà, mình biết là, cái mình đề phòng ngay. Thế là nó chỉ mát thôi, thế là nó bị tiếp xúc chỗ nào đó nó mát. Còn nếu mà nó cả nó mát như kiểu người ta cọ vào nhau một tí này mà. Thế là sớt sát thôi chứ không phải đâm thực diện vào nhau thì cũng phải chết. Thế là dây nóng nó trực tiếp vào này nó dẫn hết cả thì nhà bà cháy hết toàn bộ chọc nó khác. Còn nó mát, nhiều khi nó mát, nó ẩm, nó mát thì, nhưng mà cái như vậy là cái hệ thống điện của nhà ông Tiễu bên đấy thì nó mắc nhưng mà cái nhưng mà nhiều khi nó cũng đều làm mãi cả, đều có chuyên gia lúc đó lúc quay đều mãi làm cả. Vâng. Chứ nhưng bây giờ thì là sao hệ thống điện nước sao mắc như thế được, đúng hiểu anh nói chưa? Vâng. Kể cả cái ông thoát tao đã sang ra tao trực tiếp với thằng đằng bên đấy rồi lắp ống 110 biết chưa, thoát tao tận đây thèm sao trong nòng đất. Và theo đây nhá, cái dây này này. Đấy, nguồn bắt ở trong tường vào dây này và ra dây bóng. Đấy thì khi trời mưa là nó ẩm khu này nhá, ẩm khu này và nó đây hắn còn nước này, hắn còn đây hắn còn ướt này, trong đó nó mưa cái đây mấy ngày rồi đấy nhá. Điện nó dẫn vào thì nước vào từ đâu thì nước vào từ đây, cái dây này đây, đây mình động ở trên đây nhá, nhưng bên dưới đây đấy. Thế là nước nó dẫn vào đây, nó chảy, nó trôi vào đây và nó nằm cái ổ cắm ở cái công tắc đây, nó bị nước nó tràn vào nhiều quá, nó ngập, nó dẫn đến các dây nó chập vào nhau và nó truyền điện đi thì từ đây nó chuyển lên cái hệ thống rào này và nó lan truyền. Đấy, lan truyền qua cái máy tôn này đấy và sang nhà bác hàng xóm rồi đấy, lan tận ra cổng. Thế mà cái áp Panasonic bên trong không nhảy, không ngắt điện, không chập, không ngắt điện, cực kỳ nguy hiểm nhé. Đây. Đây là cái áp tổng nhé, áp tổng đấy, đấy, áp tổng nắp đây,
hiệu Panasonic nhé. C40 240V. Đây cái nút test đây. Không thấy nhảy nhá, lúc ngay từ lúc đầu mình thử đã không thấy nhảy rồi. Đấy. Như vậy là cực kỳ nguy hiểm nhá. Rồi, giờ mình sẽ thay. Trước đó một chiếc S. Đây mình sẽ thay chiếc S này vào. Matsushita, loại này rất tốt nhá. Cái này nó không có nhiều đâu. Đây nhá, khởi động. Đấy. Ăn nhảy ngay. Chạm cái nhảy ngay, chạm cái nhảy ngay.